Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về kết quả truy vết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cập nhật từ 20 giờ ngày 27 tháng 9 đến 20 giờ ngày 28 tháng 9. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các ca F0 26 ca, trong đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC chạy PCR dương tính 21 ca, Viện Pasteur chạy PCR dương tính 5 ca. Cụ thể, ngoài tỉnh 1 ca nhập cảnh, thị xã Trảng Bàng 11 ca, Huyện Châu Thành 3 ca, huyện Gò Dầu 4 ca, thành phố Tây Ninh 3 ca, huyện Dương Minh Châu 2 ca, huyện Tân Châu 1 ca, huyện Tân Biên 1 ca. Yếu tố dịch tễ của 26 ca F0 như sau: 1 ca cách ly ngay từ khi nhập cảnh, 11 ca là F1 trong khu cách ly tập trung ngày thứ 14, 1 ca tái dương tính đang theo dõi tại nhà, điều tra dịch tễ 13 ca gồm huyện Gò Dầu 4 ca, huyện Châu Thành 3 ca, huyện Dương Minh Châu 2 ca, thị xã Trảng Bàng 2 ca, huyện Tân Châu 1 ca thành phố Tây Ninh 1 ca, nổi lên các trường hợp như sau. Huyện Gò Dầu 4 ca, nổi lên 1 ca là tài xế công ty xây dựng Zanji, địa chỉ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, test nhanh 6 công nhân công ty, phát hiện một trường hợp nghi nhiễm đang xác định nguồn lây, phát sinh 3 ca trong hai hộ gia đình tại xã Phước Trạch đang xác định nguồn lây. Huyện Châu Thành 3 ca, trong đó ổ dịch tại xã Biên Giới 2 ca là F1 của F0 trước đó. Tổng cộng ổ dịch này đã có 34 ca nhiễm và 7 ca nghi nhiễm. 1 ca là F1 của F0 trước đó, địa chỉ ở xã Hảo Đức. 6 ca là F1 của F0 trước đó trong khu phong tỏa, Cách Ly tại nhà, cụ thể huyện Dương Minh Châu 2 ca, thị xã Trảng Bàng 2 ca, huyện Tân Châu 1 ca, thành phố Tây Ninh 1 ca. Các ca nghi nhiễm 28 ca. Trong đó nổi lên tại công ty Việt Nam Mộc Bài, qua test định kỳ công nhân phát hiện 2 ca nghi nhiễm đã đưa cách ly theo quy định. Các bộ phận làm việc phát hiện ca nghi nhiễm tạm dừng sản xuất ở huyện Bến Cầu, 2 ca huyện Tân Châu đang xác định nguồn lây. Các ca còn lại trong khu giãn cách khu phong tỏa Trivert với 20F1, 29F2 đang tiếp tục Trivert các ca nghi nhiễm trong công ty Việt Nam Mộc Bài. Các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả đề nghị người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 trên CTTTR áp dụng với khu vực vùng đỏ, vùng cam, chỉ thị 15 trên CTTTR áp dụng với khu vực vùng xanh, vùng vàng và thông điệp 5T, tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm đủ tại nhà, thay thuốc đến tận gia, test COVID-19, tất cả và tiêm chủng ngay phường xã. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ HTTPS 2.2 xuyệt www.ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Đừng quên đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để cập nhật thông tin nhanh nhất. Thân mến, chào tạm biệt.